Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Tên tôi là Phan Anh, chắc là anh chị biết rồi. Ở hôm nay thì cái bài học hôm nay thì tôi muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm, đấy là tối ưu hóa chi phí thông qua một cái bài tập tình huống, đấy gọi là bán dao ở trên mạng. Dao là con dao ở Thái. Đây là một cái bài học mà tôi học được của một bạn học viên của chính tôi. Bạn ấy đã khai thác bán hàng trên Facebook rất là thành công. Và tôi muốn chia sẻ cái bài học này tới các anh chị. Cụ thể ở đây là một cái bài tập, tức là cái bạn học viên này, bạn ấy nhập một cái số lượng dao, cái bộ dao và 7 món, tức là gồm có 7 con dao ở trong cái hộp gỗ, chắc là các anh chị hình dung ra đúng không ạ? Và bạn ấy nhập một cái sản lượng là 10.000 sản phẩm từ bên Trung Quốc về. Đấy, và cái giá nhập thì tôi cũng không tiết lộ, nhưng tôi biết là cái giá nhập cũng rất là tốt. Sau đó bạn ấy dùng công thức bán lẻ là giá nhập về đến tại kho nhân với một cái con số, và sau đó thì đưa ra giá bán lẻ và chạy Facebook bán hàng. Thế thì ở đây cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đấy chính là cái việc tối ưu hóa chi phí giao vận. Thông thường thì hiện nay tất cả các anh chị đều là sử dụng cái hình thức giao vận là thông qua Viettel Post hay là thông qua 247 hay VNPT hay là EMS vân vân. Và khi mà các anh chị sử dụng cái dịch vụ như vậy thì nó xảy ra một cái tình huống, đấy là chúng ta không kiểm soát được chất lượng dịch vụ và chúng ta bị gom tiền, chúng ta bị âm tiền, hoặc thậm chí là chúng ta bị giam tiền do COD, do cước vận chuyển. Vì vậy bạn ấy đã đưa ra một cái phương án rất là tối ưu và tôi nghĩ rằng là mọi người cũng có thể tham khảo, đấy là tại các cái thị trường lớn, thí dụ như Hà Nội và Hồ Chí Minh, là cái người bán hàng này họ xây dựng một cái đội nhóm để mà tự đi giao hàng. Và như vậy khi mà tự đi giao hàng thì họ sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức, và đặc biệt là họ có thể là gì ạ, giảm được các cái chi phí, kiểm soát được chất lượng, và đặc biệt là cái vòng tiền nó quay rất là nhanh, nó rất là lợi thế cho các anh chị. Cụ thể là bạn ấy đã làm như thế nào, đúng không? Ở Hà Nội bạn ấy lập ra một team, một nhóm khoảng 6-7 người, một số người phụ trách mảng quảng cáo, comment, chăm sóc, chốt đơn, telesale để chốt đơn hàng. Một nhóm sẽ làm xuất hóa đơn và giao hàng. Bạn ấy tuyển nhân viên ship trả lương cứng một cái số tiền nào đấy, 4-5 triệu trả lương cứng đấy. Sau đó là trả thêm một cái số lượng tiền nho nhỏ trên mỗi một đơn hàng giao thành công. Bởi vì các bạn biết rồi, cái ship mà mình không kiểm soát được ấy, thì nhiều khi người ta đi gọi cho cái khách hàng mua thì rất là có thể là khách hàng người ta không nghe máy. Vì thế nó làm cho cái việc là cái tỷ lệ hàng hoàn nó rất là cao. Ở đây thì các bạn ấy kiểm soát được bằng cách là thời gian giao là có thể kiểm soát được, tốc độ giao hàng và thu tiền ngay, không bị mất tiền COD. Bình thường mỗi một đơn hàng các bạn mất tiền COD cũng khoảng 15-20 nghìn, và cái tiền COD này hoàn toàn các bạn có thể trả cho ship 10 nghìn trên mỗi một đơn hàng thành công, cộng với lương cứng, cộng với việc đổ xăng cho ship. Thì cái cách làm như vậy sẽ kiểm soát được cái đơn hàng rất là tốt. Và trong thực tế thì bạn ấy bán cái lô dao này khoảng 10.000 con dao là bạn ấy có một cái tỷ lệ hàng hoàn chỉ dưới 2%. Các bạn hiểu không ạ? 100 đơn hàng đi mà bạn ấy chỉ có 2 đơn hàng là không nhận. Bởi vì cái hoạt động telesale, hoạt động chốt đơn hàng và hoạt động giao hàng của ship rất là tốt. Tương tự như thế, bạn ấy lập một cái team ở trong Sài Gòn và cũng tuyển nhân sự và cũng giao hàng theo cách như vậy. Chạy quảng cáo, comment, chốt đơn, telesale, xuất hàng và sau đó là đi giao hàng. Cái cách mà bạn ấy làm theo cái đúng cái quy trình như vậy. Tất nhiên cái nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó tức là bạn không thể nào bán toàn quốc được, đúng không ạ? Bạn phải chọn những cái thị trường tốt, thí dụ như là Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh hoặc Hải Phòng, hoặc những cái địa chỉ nào đấy mà bạn cảm thấy có người và có thể kiểm soát được. Thì đây là một cái gợi ý, một cái bài tập tình huống mà tôi có được thì tôi muốn chia sẻ để giúp các anh chị tối ưu được cái phần giao vận. Nếu như mà các anh chị mà chủ động được cái phần hàng hóa của mình trong ngắn hạn, đúng không ạ? Còn nếu như mà cái số lượng đơn hàng của mình nó ít quá thì mình cũng không nên nuôi ship. Mình có thể ký hợp đồng với 1-2 cái shipper hoặc là những cái đơn vị ship uy tín để mình có thể đưa cái sản phẩm của mình tốt. Bởi vì các bạn biết rằng khi mà mình giao hàng cho ship ấy, thì cái việc mà có giao được hàng cho khách hàng hay không, đến tay người tiêu dùng cuối cùng hay không, nó phụ thuộc vào cái người ship đấy rất nhiều, phụ thuộc vào cuộc gọi đấy, phụ thuộc vào cái thái độ giao hàng, có đúng không ạ? Vì thế kết luận cái bài học ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ lại là gì? Nếu như các bạn có hàng hóa tốt, bán mang tính chất dài hạn hoặc hớt bán,
có sản phẩm sản lượng đủ để có thể nuôi 1, 2, 3 shipper thì các bạn nên đi theo cái hướng như vậy, và các bạn lựa chọn những cái thị trường mục tiêu để các bạn làm, và các bạn xây dựng cái quy trình từ quảng cáo cho đến chốt đơn, cho đến kho hàng và cho đến giao vận. Quy trình giao vận cũng thế, các bạn thuê nhân viên, các bạn trả lương cứng, các bạn thưởng doanh số, các bạn đổ xăng nuôi cho ship, và các bạn bán xong thì sau đó thì các bạn hạch toán và các bạn rút ra khỏi thị trường. Thì cái bài tập này là một cái bài tập mà tôi thấy rất là kinh điển, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn, và các bạn hoàn toàn có thể áp dụng với các sản phẩm hàng hóa hữu hình, dịch vụ của mình theo cách như thế này, được không ạ? Ý tôi muốn nói là gì? Tiết kiệm được cái chi phí giao vận. Cũng lấy thêm một cái ví dụ khác nữa, đấy là cũng có một cái bạn học viên của tôi bán nội thất, bán những cái đồ nội thất thông minh, xếp xếp nó gọn gàng cho gia đình ấy. Thì bạn ấy bán được rất là nhiều nhưng mà bạn ấy không có tiền. Các bạn biết tại sao không ạ? Không có tiền bởi vì cái chi phí giao vận gần như là chiếm đến 70% cái lợi nhuận. Đấy, các bạn ship một cái sản phẩm, một cái tủ về đến địa phương có thể mất 700-800 nghìn tiền ship, cho nên là nó mất hết cả lợi nhuận. Và bạn bảo là em bán được rất nhiều hàng nhưng em không thấy tiền đâu. Thế thì hai cái tình huống như vậy là hai cái tình huống trái ngược. Và hiện nay muốn bán được số lượng đơn hàng nhiều thì các bạn phụ thuộc vào đơn vị ship rất nhiều. Và cái bài tập này là tôi muốn chia sẻ về góc độ là chúng ta sử dụng ship là chúng ta tự nuôi, chúng ta tự phát triển. Thế còn nếu như mà sản lượng của chúng ta bán toàn quốc, chúng ta bán nhiều mà chúng ta không muốn tối ưu, thì chúng ta có thể kết hợp với các đơn vị giao vận và chúng ta ký hợp đồng với họ. Đúng không ạ? Phải lưu ý là lấy tiền về nhanh, lưu ý là tiền cốt phải giảm, đúng không ạ? Hàng hoàn phải không chịu, vân vân. Đấy là những cái chúng ta đàm phán với cái đơn vị ship, được chưa ạ? Thì cho phép tôi dừng cái bài học này ở đây. Nếu như các anh chị có vấn đề gì liên quan đến cái dịch vụ này và cần tối ưu hơn nữa thì hãy liên hệ với tôi để được tư vấn tốt hơn. Xin chúc anh chị thành công và xin hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.